Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, việc khai thác không gian ngầm đã được thành phố nghiên cứu hơn 10 năm trước và hiện nay một số nơi đã đi vào lập quy hoạch xây dựng. Kế hoạch khai thác không gian ngầm được đẩy nhanh, nhất là khi tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang tăng tốc hoàn thiện để đưa vào hoạt động. Tháng 4 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt kế hoạch tuyển chọn ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành. Việc thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành phải đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, khu trung tâm thương mại ngầm Bến Thành phải kết nối hài hòa với không gian đô thị các tuyến đường xung quanh như Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và các tòa nhà trung tâm thương mại lân cận. Thành phố dự kiến xây dựng trung tâm có diện tích khoảng 45.000 m², gồm khu vực cửa hàng thương mại, hành lang và quảng trường ngầm. Nơi này sẽ được triển khai xây dựng đồng bộ với gói thầu 1A của tuyến metro số 1 nhằm giảm thiểu việc phải đào đường thi công và tránh ảnh hưởng tuyến metro số 1 khi tuyến này đi vào hoạt động. Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng đang lên ý tưởng và kêu gọi các chuyên gia góp ý kiến về việc xây dựng không gian ngầm tại trung tâm thành phố và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện thành phố có 11 hectare diện tích không gian ngầm, chủ yếu thuộc các trung tâm thương mại và các bãi xe. Tương lai sẽ có thêm 72 nhà ga ngầm thuộc 11 tuyến metro. Theo lộ trình trước năm 2025, xây dựng các cụm trung tâm thương mại liên kết với tuyến metro số 1, metro số 2. Lúc này, người dân có thể sử dụng mạng lưới không gian ngầm từ nhà ga đến các tầng hầm của các cao ốc lân cận. Điều này đồng nghĩa với việc một thành phố dưới lòng đất đáp ứng nhu cầu đi lại, mua sắm và ẩm thực sẽ hình thành trong giai đoạn này. Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã nhấn mạnh, khi không gian ngầm được khai thác hiệu quả sẽ góp phần giảm mật độ khai thác trên mặt đất, thu hút người dân tham gia các phương tiện công cộng mà cụ thể là metro, đặc biệt tạo thêm nguồn lực mới về kinh tế và giảm chi phí đầu tư. Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố chia sẻ đây thực sự không chỉ là câu chuyện riêng của quy hoạch mà là câu chuyện của người dân, của nhiều sở ngành quận huyện và mong muốn tạo diễn đàn thảo luận, lắng nghe ý kiến của các nhà chuyên môn, người dân, doanh nghiệp. Từ đây, chính quyền, doanh nghiệp, các nhà chuyên môn và người dân cùng kiến tạo, hình thành các hoạt động văn hóa, nét hấp dẫn thú vị cho không gian dưới mặt đất. Tiến sĩ Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, thuận lợi lớn nhất tại thành phố là chưa nhiều nơi khai thác không gian ngầm và các tòa nhà cao tầng chưa khai thác nhiều dưới lòng đất, nên việc quy hoạch không gian ngầm một cách bài bản tương đối thuận tiện. Tuy nhiên, để quy hoạch không gian ngầm với quy mô lớn cần có nhiều dữ liệu về không gian gần mặt đất, độ sâu 5 mét trở lại, cũng như nắm rõ được thông tin về các công trình ngầm như điện, nước, viễn thông. Dẫn chứng không gian ngầm tại công viên 23 tháng 9 quận 1 và sau đó trở thành trung tâm thương mại, kiến trúc sư Trần Vĩnh Nam nói mặc dù không gian này không tiện ích, không bảo đảm các chỉ tiêu về không gian lòng đất, nhưng người dân, du khách tìm đến rất nhiều. Một thực tế cần bàn là người dân thành phố ngại đi bộ, ngại dùng xe đạp để đi lại vì thời tiết nắng nóng. Do đó, nếu quy hoạch tốt không gian ngầm sẽ khuyến khích người dân tìm đến vừa tiện vui chơi giải trí, mua sắm và sử dụng metro vì bên dưới có điều hòa, tạo ra không gian mát mẻ, sạch sẽ. Kiến trúc sư Nam nêu, ở Singapore, nơi tôi sinh sống, có khi cả tuần người ta không xuất hiện trên mặt đường. Buổi sáng, từ tòa nhà chung cư họ đi thẳng xuống tầng hầm, sau đó đi bộ một đoạn ngắn dưới lòng đất đã đến nhà ga. Từ đó, họ đi thẳng đến nơi làm việc. Không gian ngầm ở Singapore khá rộng, sâu hàng trăm mét và có 3-4 tầng khác nhau. Tuy nhiên, theo kiến trúc sư Trần Vĩnh Nam, để làm được như Singapore, thành phố Hồ Chí Minh cần xem xét lại quy hoạch phía trên mặt đất tránh gây xung đột. Tiếp theo, do chi phí xây không gian ngầm cao gấp 10-20 lần so với việc xây dựng một công trình mặt đất, nên thành phố cần đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư. Nhà nước cần tạo điều kiện và khuyến khích các tòa nhà xung quanh không gian ngầm kết nối vào ga metro. Việc này thuận lợi cho rất nhiều phía, trong đó hành khách tìm đến nhà ga để sử dụng, giảm kẹt xe mặt đất và tòa nhà đó thu hút nhiều người đến tham quan, mua sắm.